ô 25 triệu bảng, Bác xa mượn Neymar, nguồn tin từ Cancio Mercato cho hay, MU đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền vệ 20 tuổi, Nicolo Zaniolo, dù Tottenham cùng Juventus cũng lao vào tham chiến. Zaniolo vốn là cựu thành viên Inter nhưng đầu quân AS Roma, trong thương vụ trao đổi cầu thủ Radja ra nên hồi hè 2018. Kể từ đó đến nay, Zaniolo tiến bộ không ngừng trong màu áo ba trầu và lọt vào mắt xanh của nhiều ông lớn khắp châu Âu. mua trước, Gianniolo ra sân 36 trận ở Serie A và ghi được 6 bàn thắng. Huấn luyện viên Tottenham, Pochettino cũng rất thích phong cách thi đấu của tài năng trẻ người Italia và đề nghị Roma đổi Gianniolo lấy trung vệ Toby Anderson. Mặc dù vậy, MU sẵn sàng xuống tiền 25 triệu bảng để đánh bật các đối thủ. Huấn luyện viên Son giờ đang tiến hành công cuộc trẻ hóa đội ngũ nên rất chào đón những tài năng triển vọng như Gianniolo. Trong một diễn biến khác, ông chủ PSG đang khá thất vọng với thái độ và cách hành xử của Neymar. Họ sẵn sàng tống khứ sao người Brazil ra khỏi sân công viên các hoàng tử nếu nhận được đề nghị phù hợp. Nhật báo Sport ở xứ sở bò tót cho hay, Barcelona vẫn mong ngóng chàng vũ công Samba trở lại Nu Camp, khúc mắc ở chỗ họ không đủ tiền để kích nổ bom tấn. Thay vào đó, Barca đã đưa ra giải pháp mượn Neymar một mùa giải rồi tiến hành thương lượng mua đức vào hè 2020. Leicester, tóm gọn Maguire. Trước đó, huấn luyện viên Ole Gunnarsson xác nhận, ông sẽ bán bớt một trung vệ nếu thành công trong thương vụ bom tấn Harry Maguire. Nguồn tin từ Telegraph cho hay, Finzone có thể là người phải ra đi. Ông thầy Naui muốn gắn anh cho Leicester cộng thêm một khoản tiền để có được sự phục vụ Maguire. Trung vệ 27 tuổi mới đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với quỷ đỏ hồi tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, Finzone thường xuyên bị cổ động viên MU châm chọc vì lối đá thừa sức mạnh nhưng thiếu sự tỉnh táo. Trong số 6 cái tên án ngữ trước khung thành Jerry hiện nay, chỉ có Lindelof, Tuấn Bi và phần nào đó là Smalling được Johnson đảm bảo vị trí. Cả Eric Bailey lẫn Marcus Rojo cũng sẽ bị đẩy ra khỏi Old Trafford nếu câu lạc bộ nhận được lời đề nghị chuyển nhượng hợp lý. Trở lại với chuyện chiêu mộ Maguire, MU vẫn đang cân nhắc sau khi hai lời đề nghị gửi đến Leicester đều bị từ chối.